Xin chào, mình là Thạch Trang. Ryan Little. Thì như trong mấy vlog gần đây mình còn nói là mình đang trong kỳ thi. Và hiện tại thì mình vẫn đang trong kỳ thi. Thế nhưng mà mình đã thi qua được một vài môn khá là quan trọng rồi, thế nên là cũng thư thái hơn một chút. Thì hôm nay trong cái vlog tuần này mình sẽ dẫn mọi người đi chợ đồ cũ với mình, một cái nơi mọi người rất là thích. Và mình sẽ mua quần áo cũ. Sau đó thì có rất nhiều bạn hỏi mình là kiểu mình mua quần áo cũ làm sao mà trông nó vừa với người mà nó đẹp các thứ ấy, mình style nó như thế nào, mình phối đồ như thế nào. Thì hôm nay mình cũng sẽ chỉ cho mọi người xem là mình làm như thế nào luôn. Thì ok, chúng mình sẽ đi mua quần áo nhá. Sau đó thì mình sẽ về nhà. Mình cũng đã đi mua một vài cái đồ để sẵn ở nhà rồi ấy. Thì xong chúng mình sẽ cùng nhau sửa những cái quần áo đấy làm sao để có thể mặc vừa với người mình và trông đẹp hơn. Ok, thế nhá. Bây giờ mình đang ở cái chỗ này ở Augsburg, Contact Augsburg. Chỗ này là một cái chợ đồ cũ, nhưng nếu như mọi người chưa biết, mình đã đến đây rất nhiều lần và mình đã giới thiệu nhiều lần rồi. Thế nhưng mà nếu mọi người chưa biết thì cái chợ đồ cũ này là nơi mà mọi người dân ở Augsburg ra đây để donate quần áo. Và những cái quần áo donate đấy sẽ được bán lại cho những người mà đến đây mua như kiểu mình này. Và cái tiền mà mình mua đồ ở đây ấy, thì sẽ được dùng để quyên góp cho những cái người có hoàn cảnh khó khăn, và để trả lương cho những cái người làm việc ở đây, những cái người khó khăn mà làm việc ở đây. Đó, thế nên là mình rất thích mua đồ ở đây. Ok, chúng mình vào thôi. Một vài những cái tips của mình khi mà đi chợ đồ cũ đấy chính là mọi người đừng chỉ nên tìm ở bên đồ nữ mà tìm cả ở bên đồ nam nữa. Bởi vì là ở bên đồ nam có rất là nhiều những cái áo sơ mi mà chúng mình có thể mặc thành oversize thì rất là đẹp. Và hơn nữa thì quần nam mình thỉnh thoảng cũng mặc được luôn. Thế nên là mọi người nói chung là cứ tìm hết đi, đừng bỏ lỡ chỗ nào cả. Và tips thứ hai đấy chính là trong chợ đồ cũ ấy thì sẽ có rất là nhiều đồ xếp lung tung hết cả lên. Thế nên là mọi người nên chọn. Đầu tiên là chọn chất liệu và màu sắc, sau đó thì mới chọn đến kiểu dáng. Tức là khi mình lướt qua một cái dãy quần áo nhá, mình sẽ thấy là cái màu sắc nào nhìn bắt mắt mình này, và cái chất liệu vải nào nhìn bắt mắt mình. Sau đó mình mới sờ vào cái đó và mình rút ra xem là cái kiểu dáng nó có hợp với mình không. Thay vì là mình xem từng cái một, thì như thế nó sẽ hiệu quả, nó sẽ nhanh hơn. Đó. Và một tips cuối cùng đấy chính là đừng bao giờ quên thử đồ trước khi mà mình mua. Bởi vì là khi thử đồ ấy thì chúng mình sẽ có một cái hình dung rõ ràng hơn là ok, cái này mình có mặc được hay không. Mình hình dung là nó hợp với mình nhưng mà thực chất là nó có hợp hay không, và mình có thể sửa nó theo cách nào. Thế nên là rất là nên thử đồ. Đấy là 3 tips mà mình muốn nhắc đến trong ngày hôm nay. Sau khi mà lựa đồ xong thì cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. Thế nên là mình với cả Vi đi ra một cái quán tên là Picnic ở Augsburg để ăn trưa với nhau. Và sau đó thì đi ra Rossmann để mình mua mấy cái đồ cần thiết cho cái việc quay video ngày hôm nay. Hello mọi người, bọn mình đã mua đồ xong rồi. Bây giờ mình đang ở trong Rossmann để mua mấy cái đồ kim khâu các thứ ấy để về nhà sửa quần áo. Thì đây là mình mua một cái elastic band, thì cái này để kiểu làm bóp bụng cho quần ấy, cái chun quần này này. Đấy, còn đây là một cái bộ kim chỉ để khâu quần áo. Với cả mình đang định mua một cái mũ, nhưng mà ở trên mạng người ta lại kiểu bắt là phải có size. Thế nên là mình đang định mua một cái dây đo này để đo cái size đầu của mình. Thế là bao nhiêu? Màu gì ta? Màu vàng á? Màu vàng hay màu xanh nước biển? Đâu xem nào, xem có ăn. Vàng có vẻ xinh xắn. Ừ. Sáng sủa. Ok, có cần gì nữa không nhỉ? Ở đây thì có mấy cái cuộn chỉ nữa. Thì quần áo của mình ấy, thường là nó ở cái khu vực này, kiểu nó màu sắc kiểu. Đây chính là quần áo của mình. Đây mình sẽ mua một vài cái cuộn chỉ ở đây để về cho nó khâu, cho nó kiểu đỡ bị lộ cái chỉ ra ấy, nó cùng màu với quần áo. Thế thôi. Chắc là lấy cái làm lấy cái này. Đồ mình toàn màu be. Ok, xong rồi, đi về thôi, đi về sửa quần áo thôi. Maybe at least a từ đây. Và đây là tất cả những cái đồ mà mình đã mua được ở chợ đồ cũ. Đây. Đây. Chỉ có trong cái đống này thì chỉ có cái váy này là đồ mới thôi. Còn đâu tất cả những cái này đều là đồ cũ, mua được của hôm nay và của những hôm trước nữa. Nhưng mà mình chưa có thời gian để mà mình sửa để còn mặc được ấy. Nên là hôm nay mình sẽ sửa một thể luôn. Không biết là có hết được không, tại vì cũng khá là nhiều. Thì mình sẽ đi qua từng món một nhá. Là một cái haul nhỏ nhỏ. Thì đây là cái đầu tiên. Là một cái quần đùi màu nâu như thế này. Thì mình hay mặc đồ màu be, màu trắng, màu nâu, những cái màu mà nó kiểu đơn giản như này ấy. Thế nên là có một chiếc quần đùi màu nâu như này thì cũng rất là dễ để phối đồ. Nó là size XS, là gần như là vừa in với người mình. Vẫn hơi rộng một chút nhưng mà không sao cả, cái này có thể đeo thắt lưng được. Đấy, còn những cái quần khác là không thể nào mà đeo thắt lưng nổi cơ. Thì mình sẽ phải gọi là gì? Bóp vào một chút trong ngày hôm nay. Tiếp theo là một cái áo blazer như thế này. Mình không biết nữa, mình thấy nó khá là hay ho. Thế nên là mình đã mua nó bởi vì giá của nó rất là rẻ. Ô, người ta cắt mát mất rồi. Nhưng mà hình như là cái này chỉ có 4-5 oi gì đó, tức là khoảng tầm 100.000 Việt Nam đồng. Thế nên là yep, mình đã mua nó để mình mặc thử cho mọi người xem nữa. Trông hơi bà già nhưng mà không sao cả. Mình định mặc như thế này. Thế này, xong rồi ở dưới mình sẽ mặc một cái chân váy hoặc là một cái quần short ngắn nào đó, xong rồi đi đắp hoặc là như nào đấy, xong rồi sắn tay lên thì trông nó cũng khá là xinh. Tí nữa thì mình sẽ phối cho mọi người xem. Cái áo này thì mình cũng chưa biết phải sửa gì, tại vì mình thấy nó cũng khá là ok rồi. Thì thôi cứ để sang một bên đã. Đó, đấy là món thứ hai cần phải sửa. À, đây cái váy mới này nữa. Cái váy này thì đương nhiên là nó mới nên là không phải sửa gì hết, mình cũng mua đúng size của mình rồi. Nhưng có một vấn đề, đấy chính là cái vai này này. Cái vai này nó, cái khoảng cách này này nó quá là dài. Tức là khi mà mình mặc ở đây ấy, thì như mọi người thấy đây nhá, mình gớm vào một cái mọi người thấy là nếu mà mặc đúng cái vai đến đây ấy, thì là mình sẽ bị hở hết cả phần này ra. Thế thì không ổn một chút nào. Mà cái phần ngực này nó phải lên đến đây, ít nhất là lên đến đây. Tức là nó thừa từng này vải. Đấy, đây nó thừa từng này vải phần vai. Thì mình nghĩ là mình sẽ cho cái elastic band vào trong cái phần vai này, rồi mình khâu lại thì cái vai này nó sẽ không thẳng như thế này nữa, mà nó sẽ chun chun lại một chút, giống như cái phần tay áo này này. Nó sẽ kiểu chun vào như kiểu tay bồng ấy. Chiếc quần này thì cái quần này mình đã mặc rồi, thậm chí mình mua nó từ rất là lâu rồi, mua ở bên Ý lúc mà mình đi du lịch. Thì cái bộ của nó mình mua nó tại vì cái bộ của nó vừa in với mình. Đây, kiểu vừa in luôn, không có vấn đề gì hết. Xong rồi cái ten của nó ở đằng sau này nhìn cũng rất là cute nữa. Nhưng mà cái quần này ấy, nó có một cái vấn đề, đấy chính là cái ống quần của nó hơi bị thụng quá. Mình không thích mặc kiểu thụng quá như thế. Thế nên là mà mình lại không đủ, kiểu trình độ mình không đủ để bó ống lại. Khi mà mình mặc cái quần này mà mình chụp ảnh hồi xưa ấy, thì khi mà mình chụp ảnh lên, cái phần bụng mình rất là ưng, nhưng mà cái phần dưới nó phùng quá nên mình phải dùng Photoshop mình kiểu kéo bớt cái ống quần lại cho nó đỡ phùng phình, trông mình bị lùn ấy. Đấy, thế nên là bây giờ mình quyết định là mình sẽ cắt luôn cho thành quần đùi. Cắt luôn đến đây. Một cái nữa cũng là một cái áo vest. Cái này như kiểu của một bà già nào đó. Đây. Nhưng mà mình thấy cũng rất là xinh, trông nó kiểu đáng yêu kiểu gì ấy. Đó, cũng là một cái dạng áo blazer oversize. Thì mình nghĩ là nếu mà mình có khả năng mình sẽ lên YouTube mình xem. Nhưng mà mình muốn cái tay này nó kiểu chun chun vào một chút ấy. Nó kiểu gấp xếp vào đây này. Nó kiểu cao lên thế này. Thì trông nó sẽ hiện đại hơn một xíu. Và trông nó sẽ kiểu cách hơn. Thì mình sẽ cố gắng để làm như thế. Nhưng mà thực chất thì cái áo này như thế này trông cũng đã đẹp lắm rồi. Đó, thì nếu mà mình có thể sửa được mình sẽ sửa. Còn không thì thôi. Tức là mình chỉ cần khâu một cái đường chỉ vào đây, xong rồi rút nó lên để nó được chun chun vào một chút. Đó. Thế thôi. Tiếp khá là nhiều đấy. Tiếp theo là cái áo này. Cái áo này thì mọi người đã thấy mình mặc rồi. Mình sơ vin với cả một cái quần màu be thôi. Thế nhưng mà mình mặc như thế mình cũng thấy chán rồi. Thế nên là mình quyết định mình sẽ cắt ngắn nó thành một cái sơ mi crop top. Cắt một phát lên trên này luôn để cho nó dễ mặc. Thành một cái kiểu mới. Và tiếp theo là hai cái quần. Hai cái quần này mình cũng mua chợ đồ cũ. Nhưng mà đấy, vấn đề của chợ đồ cũ ấy là những cái quần nó rất là rộng so với mình. Bình thường mình sẽ mặc size 32, 34. Nhưng mà những cái quần ở chợ đồ cũ nó toàn là size 40 trở lên, 40, 42, quần của mấy ông già ấy. Đó, thì đây là một trong số những cái như thế. Mình rất là thích cái dáng quần này, nó rất là đơn giản, xong rồi cái phần đai quần của nó cũng rất là đẹp nữa. Nói chung là trông đẹp đẽ, xinh xắn. Thế nhưng mà cái phần bụng nó hơi rộng một chút, thế nên là mình sẽ bóp bụng nó vào. Và mình làm thế nào thì tới mình sẽ cho mọi người xem. Tiếp theo là một cái quần như thế này. Mình cũng mua bởi vì cái màu quần nó khá là hay. Màu như kiểu là màu ô liu mà nhạt nhạt ấy. Đấy, và mình cũng rất thích cái kiểu đóng cúc quần mà có 2 cúc như thế này. Đóng vào đây. Đấy. Đấy, mình thấy là cái quần này rất là xinh luôn ấy. Thế nên là mình cũng sẽ cố gắng bóp nó vào. Đó thì là ở đây chúng mình có 1 cái quần, 2 cái quần, 3 cái quần, 4 cái quần cần phải sửa. Đấy, và có 1 cái áo blazer, 2 cái áo blazer, có 1 cái áo sơ mi và 1 chiếc váy. Ok, bắt đầu thôi. What do I have to say to keep you by my side? Món đồ đầu tiên mà chúng mình sẽ sửa đấy chính là chiếc áo sơ mi màu xanh của mình. Đầu tiên là mình sẽ thử lên, xong rồi sẽ đánh dấu vào cái chỗ mà mình muốn cắt. Các bạn lưu ý là chúng mình nên cắt vào cái chỗ dưới cái khuy một chút ý, bởi vì nếu mà mình cắt gần cái khuy quá thì trông nó sẽ bị xấu. Sau đó thì mình sẽ gấp thử cái áo lên để xem độ dài đã ok chưa. À đúng rồi, và các bạn đừng quên là chừa một chút vải. Nếu như mọi người muốn khâu gấp gấu áo lên ấy, thì mọi người nhớ phải chừa một chút vải. Nếu không thì cuối cùng nó sẽ bị ngắn hơn mong muốn một chút đấy. Sau đó thì mình thấy là cái phần gấu áo cũ ấy nó hơi lượn vòng một chút. Thế nên là mình cũng muốn cái gấu áo mình cắt nó cũng lượn giống như thế. Thế nên là mình đã đánh dấu và cắt nó hơi vòng vòng một tí. Sau khi đã cắt xong một bên vạt áo thì chúng mình sẽ gấp sang bên còn lại để dùng cái đó làm cái thước đo để cắt theo cho nó đều hai bên với nhau. Xong rồi mình sẽ đánh dấu cái chỗ gấu áo không đều để khâu gấp lên ý, và dùng mấy cái pin để pin chúng nó lại để tí nữa mình có thể khâu một cách dễ dàng hơn. Nói là dễ dàng hơn nhưng mà thực chất là khi mà khâu ấy thì nó không hề dễ dàng một tí nào cả. Và mình khâu kiểu không có cái đường chỉ nào nó giống với cái đường chỉ nào, nó cứ loạn hết cả lên. Thế nên là cuối cùng mình đã bỏ cuộc, mình chỉ khâu còn có một bên vạt áo thôi. Ở cái phần vạt áo bị cắt ra ấy, thì có một cái tem của cái áo nhìn rất là đẹp và những cái cúc nữa. Thế nên là mình sẽ không vứt cả cái vạt áo đi, mình sẽ giữ lại cái vải đấy nhá. Mình sẽ cắt cái tem ra để đính lại vào cái áo. Và mình sẽ cắt những cái cúc ra để lưu giữ lại. Thì khi nào mà mình cần thì mình có cúc để mà mình đính những cái quần áo khác. Hello mọi người. Mình bắt đầu quay cái video này từ lúc 2 giờ chiều. Và bây giờ là 5 rưỡi. Mình mới xong cái áo thứ nhất. Mình còn chưa xong cơ, mình mới khâu được một bên vạt áo thôi. Mình đã kiểu bỏ cuộc rồi. Mình nghĩ là mình sẽ làm sao mình sẽ mua một cái máy khâu, xong rồi mình sẽ khâu cho nó tử tế. Tại vì là mình khâu kiểu cực kỳ xấu luôn ý. Xấu không thể chấp nhận được ý. Mình cảm giác là nếu mà mình tiếp tục khâu thì nó sẽ kiểu phá hủy cái áo ấy. Thế nên là rất recommend cho bạn nào mà có máy khâu, máy may tại nhà, kiểu mua mấy cái máy khâu mini ấy cũng là ok rồi. Đấy, mình sẽ đầu tư một cái máy như thế, xong rồi hoàn thành cái áo đấy. Nhưng mà ý tưởng là như thế. Mình cảm thấy là xem mấy cái tutorial ở trên mạng có vẻ rất là dễ, nhưng mà làm thì rất là lâu và rất là tỉ mẩn ấy. Đó, thì từ 2 giờ đến 5 rưỡi ấy, mình mới chỉ làm được có chưa xong một cái áo. Và mình còn 2 cái quần và 1 cái váy nữa, không biết là sẽ đến mấy giờ đây. Tiếp theo thì mình sẽ bóp cái quần này. Đây là một cái mà lúc đầu mình tưởng là khó, nhưng mà thật ra lúc làm thì lại thấy dễ hơn là cái áo kia. Đầu tiên là chúng mình sẽ đánh dấu ở phần lưng quần. Mình thì mình không cần phải mặc vào, bởi vì mình có một cái quần mà vừa in với mình ý. Thế nên là mình dùng để đo luôn. Thì nó thừa ra một đoạn như thế và mình đo xem đoạn đấy là bao nhiêu. Cái cách bóc quần mà mình sắp làm ra đây, mình thấy nó là một cái cách khá là tối ưu cho những người mà không khéo tay lắm. Bởi vì là chúng mình sẽ giữ nguyên được vị trí của cúc quần này, của tất cả các cái đai quần mà mình không phải động gì đến, cũng không phải tháo ra, không phải lắp lại cho đúng vị trí gì hết. Đấy, thế nên là rất là recommend cho những chị em mà không được khéo tay lắm giống mình. Đầu tiên thì chúng mình sẽ đánh dấu cái độ dài bị thừa ra vào chính giữa cái lưng quần phía sau của mình. Sau đó thì mình sẽ dùng cái pin để mình pin cái đấy lại. Sau khi pin xong thì tính từ cái điểm giữa đó cắt đều sang hai bên. Mọi người sẽ chọn hai điểm dài ngắn tùy mọi người. Đấy là sẽ là cái phần mà cái lưng quần của mình bị chun lại ấy, thì mọi người có thể tự căn xem là mọi người thích nó dài hay thích nó ngắn. Đó. Và sau đó mình cắt một cái elastic band từ cái điểm này đến cái điểm kia. Sau khi mà tháo cái ghim băng ra ấy, thì bây giờ bạn sẽ thấy là cái chiều dài giữa hai cái điểm mà bạn đánh dấu bây giờ sẽ dài hơn cái đoạn elastic band mà bạn đã cắt ra. Cái đó chính là cái đoạn mà cái elastic band này nó sẽ rút lại, khiến cho hai cái điểm đấy nó gần nhau hơn. Mình không biết mình sẽ thích thế mọi người có hiểu không, nhưng mà hy vọng mọi người nhìn thấy mọi người sẽ hiểu. Xong rồi thì chúng mình sẽ rạch ở cái đường mà mình đã đánh dấu, rạch ở hai cái điểm mình đã đánh dấu hai bên á, và luồn cái elastic band này vào trong. Luồn bằng cách nào? Mình sẽ xuyên vào một cái kim băng, sau đó mình sẽ luồn cái kim băng vào trong, bởi vì là mình sẽ có thể sờ thấy cái kim băng đấy từ phía bên ngoài. Và cứ như thế mình luồn cái kim băng từ cái đầu rạch bên này sang cái đầu rạch bên kia. À, và có một lưu ý đấy là khi mà các bạn luồn gần hết rồi á, thì các bạn nhớ dùng một cái kim băng khác để ghim cái đầu còn lại vào, nếu không thì nó sẽ tuột luôn sang bên kia và nó sẽ tuột luôn ra ngoài. Thế thì bạn sẽ phải làm lại từ đầu, nhớ nhá. Sau khi mà đã kéo được cả hai đầu ra bên ngoài rồi thì mình cũng cố định hai đầu đấy bằng kim băng luôn. Và tiếp theo là mình sẽ dùng chỉ để mình khâu cố định hai cái đầu lại, xong rồi tháo hai cái kim băng ra. Và nếu bạn nào có máy khâu ấy hoặc là khéo tay thì bạn phải căng cái quần ra, xong rồi khâu hai cái đường chỉ song song với nhau, song song với cái lưng quần đấy. Như thế thì nó sẽ là đẹp nhất. Còn mình thì chưa có máy khâu, thế nên mình chỉ khâu cố định hai đầu thôi. Và đây là tác phẩm xấu đau xấu hổ của mình, nhưng mà nó hiệu quả các bạn ạ. Nói chung là mặc được, và nếu như mà không ai nhìn kỹ vào lưng quần của mình thì cũng không có đến mức xấu hổ lắm. Đấy, bây giờ thì nó đã vừa với bụng mình rồi. Moving on đến cái quần tiếp theo. Về cái nửa sau này có vẻ là mọi thứ dễ dàng hơn. Thì mình có một cái quần đùi nó với độ dài rất là vừa phải với mình ý, thế nên là mình sẽ lấy ra để đo luôn chứ không cần phải mặc lên để ướm thử nữa. Sau khi mà đã đo xong rồi ý, thì mình sẽ vuốt phẳng các cái mép để cắt nó đỡ bị hỏng. Xong rồi mình cắt một đường thế thôi. Và cuối cùng sau rất nhiều tiếng vật vã thì chúng mình cũng đã đến với items cuối cùng của ngày hôm nay. Đấy chính là chiếc váy này. Cái váy này thì là mình mua mới, mình mua ở H&M cho bạn nào thắc mắc. Với cái váy này thì mình cũng định làm giống cái quần vừa nãy, đấy chính là luồn cái elastic band vào trong cái phần vải ấy để cho nó chun lại, nó vừa với mình. Thế nhưng mà cái phần elastic band nó to quá, thế nên là nó không hoạt động, nó không được. Mình đang ở món cuối cùng rồi và bây giờ là 7 giờ tối. Và mình đang hoàn thành nốt chiếc váy cuối cùng này. Mình định như ban đầu mình nói ấy, là mình sẽ luồn cái dây co giãn này này vào trong cái tay để cho cái tay nó được rút lại, thì nó sẽ bọc lấy cái vai của mình không. Thế nhưng mà mình đã tính toán sai. Nó khó hơn là mình làm cái quần rất là nhiều, tại vì cái lưng quần nó rộng ấy. Còn cái này á, cái chỗ này nó bé xíu à, mình cắt ra xong rồi mình không thể nào mà luồn được vào. Thế nên là mình đã nghĩ ra cách khác đơn giản hơn, đấy chính là mình khâu nó vào như thế này, tức là mình gập nó lại đây nhá, mình gập bớt cái tay áo xuống xong mình khâu nó vào thôi. Thì lúc mà mặc lên á thì nhìn từ bên ngoài vào không thấy, và chắc là cũng không khó chịu lắm, tại nó thừa một mẩu ở đây. Nên mình nghĩ là đấy là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất cho một đứa ẩu đoảng như mình. Đấy, thì bây giờ sẽ là nốt tay này và chúng mình sẽ hoàn thành với item cuối cùng. Yay! Ôi trời ơi, toát hết cả mồ hôi. Buổi chiều mình không bao giờ ở nhà luôn, tại vì là nhà mình cực kỳ nóng. Nhưng mà may hôm nay mưa được một chút, thế nên là mới ngồi ở đây được. Ok, mình làm luôn cái váy này đã nhá. What do I have to say to keep you by my side? How to start in a liquefy. Need you here to tell me that I'll be okay. Maybe one love bạn, thế là chúng mình đã khâu xong đống quần áo mà mình mua ở chợ đồ cũ. Thì một vài cái items ở đây mình chưa khâu xong, khâu hoàn toàn xong, bởi vì là mình muốn có máy may, xong rồi mình may lại các cái đường chỉ cho nó hoàn hảo ấy thì mới mặc được. Đó, còn mình khâu thì không thể nào mặc ra đường được, hoặc là kiểu mặc được nhưng mà nếu mà người ta để ý kỹ người ta thấy là quần áo của mình trông hơi buồn cười. Đấy, thế nên là hôm nay thì cái này đã thành công này, cái này có thể mặc ra đường được rồi này. Chiếc quần đùi này đã thành công, có thể mặc ra đường được rồi. Còn cái quần này cũng thành công, khá thành công. Chỉ cần không nốt cái phần còn lại vào là xong. Chỉ còn cái áo sơ mi là chưa xong thôi. Cơ bản là mình cũng đã show hết cho mọi người tất cả những cái cách mà mình sửa những cái đống quần áo mà mình mua, làm sao cho nó phù hợp với cái dáng người của mình nhất. Và cái nào mà mình mặc chán rồi mình vẫn có thể suy nghĩ cách làm sao để có thể biến nó thành một cái món đồ mới để có thể tiếp tục tận dụng tiếp. Thì mình cảm thấy cái việc mà mua và sử dụng đồ cũ ấy, nó là một cái việc rất là ý nghĩa. Thứ nhất là mình có thể dùng lại được những cái món đồ cũ, không bỏ phí đi, không làm hại môi trường này. Và thứ hai nữa là cũng tiết kiệm cho bản thân mình. Đó, và những cái đồ mà mình không dùng nữa thì mình sẽ tiếp tục mang ra donate và người khác lại mua về với giá rẻ. Đấy, thì mình cảm thấy cái việc như thế thì cái vòng đời của những quần áo sẽ được kéo dài hơn là thay vì là mình mặc một lần, hai lần xong rồi mình bỏ xó rồi mình vứt đi thì nó rất là phí và rất là có hại cho môi trường. Thế nên là nếu mà ở gần nhà các bạn có một cái chợ đồ cũ hay là một cái gì đó thì các bạn hãy thử đến đó xem. Như các bạn thấy ấy, thì trong cái chợ đồ cũ ở chỗ nhà mình nó thật sự là không có gì đẹp đẽ cả. Thế nhưng mà chúng mình vẫn có thể tìm được những cái món đồ rất là hay ho. Ok, hy vọng là các bạn đã thích video lần này. Và nếu mà các bạn thích những cái video kiểu này thì hãy cho mình một like, một subscribe nếu như các bạn chưa subscribe kênh của mình. Và comment ở dưới cho mình biết nữa. Thế thôi, mình rất là mệt rồi, bây giờ đã gần 8 giờ tối rồi. Bây giờ mình phải cho Tommy ăn tối các thứ và tiếp tục học bài, bởi vì là 6 tháng 8 mình lại có một bài thi nữa. À đúng rồi, hình như các bạn lớp 12 năm nay sẽ là thi vào ngày 9 tháng 8 thì phải. Chúc các bạn thi tốt nha, cố lên. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại tuần sau. Hy vọng thế, bye bye.